Alo các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau học một cái chủ đề ngữ pháp, đó chính là động từ tách trong tiếng Đức. Động từ tách là gì? Các bạn nghe có thấy lạ không? Trong tiếng Anh không có hiện từ ngữ pháp này, cho nên đối với những người mới học tiếng Đức thì chúng ta cảm thấy động từ tách nghe thật là khó hiểu phải không nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem động từ tách là gì và khi nào thì chúng ta tách ra, khi nào thì chúng ta lại không được tách và cách sử dụng những động từ tách này trong câu. Ví dụ như câu trần thuật, câu hỏi có từ để hỏi, câu hỏi không có từ để hỏi, hay là câu mệnh lệnh thức, hay là câu với động từ quyết thiếu modal verb, thì cách sử dụng của những động từ này là như thế nào? Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn cần chú ý cái gì khi mà phát âm với những động từ tách này nhé. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu động từ tách là gì. Động từ tách là những động từ gồm có hai phần. Mình có đây một cái ví dụ. Trong tay mình các bạn nhìn thấy động từ gì không? Aufstehen. Aufstehen. Động từ thức dậy hoặc là đứng lên. Động từ này có hai nghĩa. Các bạn nhìn thấy mình đã viết hai màu. Màu thứ nhất là màu đỏ. Auf. Phần này được gọi là phần tiền tố. Và tiếp theo chúng ta có động từ stehen. Stehen. Các bạn đã biết có động từ stehen là động từ đứng. Và bây giờ chúng ta thêm một tiền tố ở phía trước, tiền tố auf. Thì nghĩa của động từ này sẽ thay đổi. Aufstehen có nghĩa là đứng lên hoặc là thức dậy. Như vậy, động từ tách sẽ gồm có hai phần, một là phần tiền tố prefix và thứ hai là phần gốc động từ verb stamm. Điều quan trọng là khi nào thì các bạn tách ra. Rất may là chúng ta đã có một danh sách những tiền tố mà các bạn sẽ cần phải tách khi các bạn sử dụng động từ này trong những câu trần thuật, câu hỏi. Và tất nhiên là nó cũng bao gồm những cái ngữ pháp. Ví dụ như trong perfect thì các bạn cấu tạo động từ participe perfect như thế nào? Tất cả những cái này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo nhé. Trên màn hình các bạn sẽ đang nhìn thấy danh sách những tiền tố sẽ tách. Ví dụ như là an, auf, fest, mit, zurück, vân vân. Thì chúng ta sẽ cần phải học thuộc lòng và cần phải nhớ được những cái tiền tố này. Để khi sử dụng thì chúng ta phải nhớ là à nó sẽ tách ra, hoặc khi các bạn nhìn thấy các bạn phải nhận diện được là nó sẽ tách. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là động từ tách được sử dụng như thế nào trong câu nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu trần thuật, tức là một câu đơn trước. Ví dụ: Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Các bạn thấy là động từ aufstehen đã được mình tách ra. Stehen đứng ở vị trí thứ hai sau chủ ngữ ich, còn tiền tố auf thì phải đứng ở cuối câu. Đây là nguyên tắc chung cho tất cả các động từ tách. Ví dụ: Ich komme gern ins Kino mit. Ich komme gern ins Kino mit. Mit kommen có nghĩa là đi cùng. Thì khi các bạn thành lập câu trần thuật, các bạn sẽ phải nói là ich komme, sau đó đến những thành phần câu khác, rồi tiền tố mit đứng ở cuối cùng. Còn trong câu hỏi thì sao? Câu hỏi thì ví dụ như với một câu hỏi không có từ để hỏi, chúng ta sẽ để động từ lên đầu câu đúng không nào? Phần tiền tố tất nhiên vẫn đứng ở cuối câu. Ví dụ: Stehst du immer um 7 Uhr auf? Stehst du immer um 7 Uhr auf? Động từ stehen chia theo ngôi du stehst đứng ở đầu câu và tiền tố auf đứng ở cuối câu. Với câu mệnh lệnh thức thì sao? Câu mệnh lệnh thức thì tiền tố cũng đứng ở cuối câu. Ví dụ: Bring bitte eine Flasche Wein mit. Bring bitte eine Flasche Wein mit. Động từ mitbringen có nghĩa là mang theo. Và rồi mình ra mệnh lệnh là
hãy mang theo một chai rượu vang nhé. Thì các bạn thấy là động từ mitbringen, bring đứng ở đầu câu, nhưng chữ mit là tiền tố cũng đứng ở cuối câu. Như vậy là trong câu trần thuật, câu hỏi và câu mệnh lệnh thức ở thời hiện tại thì tất cả các tiền tố đều được đặt ở cuối câu. Còn câu với modern verb thì sao? Câu với modern verb tức là động từ khuyết thiếu. Thì các bạn nhớ là trong tiếng Đức, động từ modern verb, động từ infinitive sẽ đứng ở cuối câu đúng không? Khi nó đã là infinitive thì tức là nguyên thể, và nguyên thể thì tức là các bạn sẽ không tách nó ra. Mình lấy ví dụ, ich muss immer um 5 Uhr aufstehen. Ich muss immer um 5 Uhr aufstehen. Tôi luôn phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Động từ chính là động từ muss, müssen, phải. Và động từ nguyên thể ở đây chính là động từ aufstehen. Các bạn thấy là mình không có tách động từ aufstehen ra, mà mình vẫn để nguyên nó là infinitive và đứng ở cuối câu. Các bạn nhớ nhé, trong câu modern verb thì chúng ta sẽ không tách động từ tách ra, mà chúng ta sẽ để nguyên như vậy. Còn trong trường hợp là câu perfect, tức là một câu diễn đạt một cái sự việc ở quá khứ thì sao? Các bạn đã biết là trong thời perfect thì chúng ta có cấu trúc là haben, sein cộng với participe perfect ở cuối câu. Thì cái participe perfect này chính là cái thành phần mang nghĩa của câu. Ví dụ như các bạn muốn nói là tôi đã luôn luôn thức dậy vào lúc 5 giờ sáng trong quá khứ, thì các bạn sẽ phải biến động từ aufstehen thành participe perfect. Và các bạn nhớ nhé, tất cả các động từ tách này khi mà các bạn chuyển sang participe perfect thì chữ ge trong quá khứ sẽ đứng giữa phần tiền tố và phần Verbstamm, tức là phần gốc động từ. Mình sẽ lấy ví dụ, ich bin immer um 5 Uhr aufgestanden. Ich bin immer um 5 Uhr aufgestanden. Ich habe mit ihr zusammengearbeitet. Ich habe mit ihr zusammengearbeitet. Tôi đã cùng làm việc với cô ấy. Và bây giờ về phát âm thì các bạn cần lưu ý điều gì? Các bạn có để ý là khi mà mình nói những câu vừa rồi thì mình nhấn trọng âm vào đâu không? Ví dụ như động từ aufstehen, theo các bạn thì trọng âm sẽ nhấn vào đâu? Auf hay là stehen hay là in? Trọng âm sẽ nhấn vào chữ auf. Có nghĩa là đối với những động từ tách thì các bạn chú ý khi nói, các bạn nhấn trọng âm vào phần tiền tố tách nhé. Khi mà các bạn đã tách nó ra thì nó sẽ không còn rõ nữa. Ví dụ như các bạn nói là Der Zug kommt um 14 Uhr an. Der Zug kommt um 14 Uhr an. Thì khi các bạn tách như vậy thì nó sẽ không còn rõ nữa. Nhưng nó rất rõ khi mà cái động từ tách này nó vẫn là nguyên thể. Ví dụ như trong mẫu câu với modern verb các bạn sẽ thấy Ich muss immer um 5 Uhr aufstehen. Ich muss immer um 5 Uhr aufstehen. Chứ không phải là Ich muss immer um 5 Uhr aufstehen. Các bạn có phân biệt được sự khác biệt giữa hai câu mà mình vừa nói không? Một câu trước, Ich muss immer um 5 Uhr aufstehen, là mình nhấn đúng, tức là mình nhấn vào chữ auf. Còn trong câu sau thì mình nhấn sai, có nghĩa là mình nói là Ich muss immer um 5 Uhr aufstehen. Thì ngay câu nó rất là buồn cười, các bạn thấy ngay là nó đã hơi sai một chút rồi. Thì các bạn chú ý khi mà chúng ta học một ngoại ngữ, bản thân người Việt của chúng ta không phải là chúng ta nói không hay, mà bởi vì chúng ta không có cái tiềm thức là phải chú ý về mặt phát âm. Chúng ta không có khái niệm về việc nhấn, bởi vì trong tiếng Việt chúng ta có 6 cái dấu và chúng ta không cần phải chú ý đến trọng âm. Nhưng trong tiếng nước ngoài thì chúng ta không có cái dấu này, và bởi vậy cái việc mà quan tâm đến trọng âm rất là quan trọng khi các bạn nói. Nếu như các bạn muốn nói hay thì các bạn cần phải rất để ý những cái trọng âm của từng từ, và từ từ thì chúng ta sẽ có thành câu. Ngoài ra thì trong tiếng Đức còn có một mảng nữa gọi là động từ không tách, nicht trennbar werden. Ở phần trước thì mình có nói với các bạn là về động từ tách đúng không? Đây là những động từ này là những động từ không tách được mặc dù nó có tiền tố. Trên màn hình các bạn đang nhìn thấy danh sách của những tiền tố không thể tách được. Ví dụ như là b, k, m, n, zer, fer. Thì chúng ta cũng cần nhận biết được những cái tiền tố này. Bởi vì ví dụ như khi ở hiện tại nó sẽ bình thường thôi. Động từ beginnen chẳng hạn, bắt đầu. Các bạn nói là Der Unterricht beginnt immer um 8 Uhr. Giờ học luôn luôn bắt đầu vào lúc 8 giờ. Thì chúng ta không có phải quan tâm nhiều đến vấn đề tách, bởi vì thực ra là nó không tách được.
Nhưng các bạn vẫn cần phải nắm được những cái danh sách này, bởi vì khi mà chuyển sang participle perfect chẳng hạn, các bạn cần phân biệt được là những cái động từ nào sẽ có ke ở giữa và những động từ nào chúng ta không thêm ke vào. Thì các bạn chú ý nhé, là những động từ mà không tách này, những động từ với những cái tìm tố này sẽ không tách ra và sẽ không có ke. Ví dụ, giờ học đã bắt đầu vào lúc 8 giờ thì chúng ta sẽ chuyển động từ beginning thành ra là participle perfect, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ nói là gì? Der Unterricht hat um 8 Uhr begonnen. Der Unterricht hat um 8 Uhr begonnen. Các bạn thấy là động từ beginnen đã được chuyển thành participle 2, tức là participle perfect và có dạng là begonnen nhưng mà không có ke. Hoặc là động từ erzählen là kể chuyện. Ví dụ như tôi đã kể chuyện cho mẹ tôi nghe về một ngày ở trường của tôi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nói là Ich habe meiner Mutter von einem Tag in der Schule erzählt. Ich habe meiner Mutter von einem Tag in der Schule erzählt. Động từ erzählen ở đây khi chuyển sang participle perfect thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ có là erzählt chứ không phải là erzählt hay là geerzählt, đúng không? Thêm một chú ý nữa là đối với động từ tách, khi mà phát âm thì các bạn sẽ nhấn vào phần tiền tố. Còn đối với động từ không tách thì chúng ta không nhấn vào tiền tố mà chúng ta sẽ nhấn vào động từ gốc. Cũng là động từ stehen, nhưng khi thêm tiền tố tách là auf thì chúng ta sẽ nhấn vào chữ auf. Aufstehen. Aufstehen. Nhưng nếu như thêm tiền tố ver là không tách thì các bạn sẽ nhấn vào chữ steh. Verstehen. Verstehen. Ich verstehe. Ich verstehe. Tôi hiểu. Ok, vậy là bài của chúng ta kết thúc rồi. Mình sẽ post những cái hình về tiền tố tách được và không tách được trên trang yêu tiếng Đức của mình. Các bạn có thể ghé vào trang để lưu vào máy và học dần nhé. Về phần bài tập, nếu như các bạn muốn làm thêm thì rất là dễ. Hiện nay thì chúng ta đã có Google là một cái công cụ tìm kiếm rất là mạnh. Các bạn chỉ cần lên mạng gõ Trainbare Verben Übungen online thì các bạn sẽ ra hàng trăm trang, hàng nghìn bài tập các bạn có thể làm từ trình độ dễ tới trình độ khó. Tất cả các chủ điểm của mình nếu như các bạn muốn làm bài tập các bạn đều có thể làm như thế. Đó là một công cụ rất là hữu ích. Chúc các bạn học tiếng Đức thật là vui vẻ và ngày càng giỏi hơn nhiều nhé. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.